Các bạn thân mến, mình đang ở tại xã Bình Lộc. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2020, ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày bước qua ngày thứ hai là toàn quốc chống dịch COVID. Bình Lộc là một xã là nổi tiếng về trái cây sầu riêng chôm chôm Long Khánh nè. Bây giờ và cũng là quê hương của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi qua Bình Lộc cho các bạn xem nha. Ở đây là một cái khu vui chơi rất là nổi tiếng của Bình Lộc, mới được mở là có sân banh mini rồi này nọ, Thảo Thiện Đồng Nai, tâm đó là vui chơi giải trí thể dục thể thao. Từ khi mà có lệnh của có khu công nghiệp về đây thì nói chung là nơi đây là hình thành về buôn bán, về dịch vụ cũng như là nhà trọ, nhà nghỉ đồ này nó nâng cao. Giờ mình đi qua cổng chào này, giờ mình sẽ tiến vào trong khu chính của xã Bình Lộc. Bình Lộc thì có một con đường duy nhất này là sầm uất thôi các bạn nha. Nói chung là xã nó cũng còn mấy năm nay sầu riêng chôm chôm thì cũng bán được giá đó, nhưng mà về sự giàu có thì nó không có bằng được thành phố Long Khánh các bạn. Đặc biệt là người của Bình Lộc rất là thân thiện và mến khách các bạn nha. Tới mùa chôm chôm sầu riêng các bạn vào đây sẽ thấy được cái sự mến khách đó. Không biết chuyện gì mà thấy giao thông nói chung cũng đang kiểm tra về chống dịch đường này nọ. Giờ là chúng ta sẽ đi vào khu chợ Bình Lộc. Đây là chợ Bình Lộc đây. Nói chung ngày hôm nay thì nhà nước là kêu gọi là chống dịch, thành thử ra là người ta đi ra đường cũng ít. Chứ mấy ngày thường giờ này là gần 6 giờ rồi nè. Mấy ngày thường là giờ này đông lắm. Về phía trường học và ủy ban dân xã các bạn nha, người ta cũng phá đất để làm đất thổ cư rất nhiều, cắt lô ra bán. Nhờ thành phố Long Khánh lên thành phố thì Bình Lộc này không phải là phường, vẫn là xã nhưng mà là một xã du lịch nông nghiệp. Đây đường này đi cho bằng cái gì
ba gió, cầu cối, cây da. Đây là trường Lê A. Lê A là một anh hùng của lực lượng vũ trang lúc thời kỳ chống Mỹ. Nói chung nhờ Long Khánh lên thành phố, thành phố ra xã du lịch Bình Lộc là đất đai đồ nó cũng lên giá theo cái thời cuộc. Bây giờ thì giá đất rất là mắc, không phải như lúc cách đây một năm về trước. Trường tiểu học và trung học đây là trụ sở công an xã nè, trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng của xã nè. Rồi xem như tới đây là hết rồi các bạn. Đây là tới ấp 3 rồi. Giờ chúng ta đi qua một khúc của vườn sầu riêng chôm chôm này các bạn nha. Đó các bạn thấy không? Vườn sầu riêng chôm chôm rất là nhiều.